À, cô mến chào tất cả các bạn học sinh lớp 10. Thì như tiết trước, video trước của cô đã nói về cái chuyển động thẳng đều, tức là chuyển động trên một quỹ đạo là một đường thẳng và tốc độ trung bình như nhau trên mọi đoạn đường. Như vậy bây giờ có những cái chuyển động mà nó sẽ không tốc độ trung bình, nó không như nhau trên mọi đoạn đường. Ví dụ như một cái xe ô tô chuyển động từ A đến B là chuyển động với một vận tốc không đổi. Nhưng mà là giả sử một đoạn nó xuống như thế này thì vận tốc nó sẽ giảm, vận tốc nó sẽ tăng lên trên đoạn là BC. Rồi từ cái đoạn BC này sẽ chuyển động lên trên đoạn là CD. Thì cái vận tốc này nó sẽ gì? Giảm. Như vậy không phải lúc nào vận tốc trung bình cũng đều như nhau. Như vậy thì sẽ có những cái vận tốc bị thay đổi là nhanh dần hoặc là gì? Chậm dần. Như vậy vận tốc biến đổi chúng ta sẽ nói và đang khảo sát trên một quỹ đạo vật chất điện chúng ta chuyển động trên một đường thẳng. Như vậy chúng ta sẽ qua một cái bài tiếp theo, đó chính là bài là chuyển động thẳng biến đổi đều. Chúng ta sẽ quan sát một cái tốc kế và chúng ta thấy ở đây là 75 km/h, hay ở đây là chúng ta sẽ thấy là 43 km/h. Thì điều đó con số này có nghĩa gì? Vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Như vậy chúng ta sẽ đi vào một cái khái niệm, đó chính là vận tốc tức thời, hay là chính là độ lớn của vận tốc tức thời. Như vậy thì các em sẽ thấy rằng là gì? Về độ lớn trong vận tốc tức thời thì cái quãng đường này chúng ta sẽ chia ra từng đoạn rất là nhỏ, từng cái đoạn đường nhỏ như vậy để chúng ta khảo sát vận tốc tại một thời điểm đó trong một cái quãng đường rất nhỏ và thời gian xảy ra rất là ngắn. Như vậy thì độ lớn của vận tốc tức thời của chúng ta sẽ được tính bằng công thức, đó chính là V bằng delta S trên cho delta T. Được chưa? Và quãng đường thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ tính bằng mét T, các bạn tính bằng giây, hoặc là km trên giờ, hoặc vân vân các cái đơn vị của vận tốc. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái đại lượng. Bây giờ khi các bạn khảo sát một cái chuyển động, các bạn sẽ thấy rằng là về độ lớn và hướng của chuyển động nữa, hướng của chuyển động, phương của chuyển động và hướng của chuyển động.
chuyển động và độ lớn. Như vậy cái đại lượng mà thể hiện được tốc độ nhanh chậm và hướng của chuyển động, chúng ta sẽ nói đến một cái đại lượng mà thể hiện được điều đó, đó chính là vector. Như vậy vector của cái đại lượng mà chúng ta đang khảo sát ở đây, đó chính là vector vận tốc tức thời. Các bạn đi vào cái mục tiếp theo, đó chính là vector vận tốc tức thời. Vector vận tốc tức thời. Như vậy chúng ta sẽ có cái vector đó. Như vậy khi mà các bạn nói đến một đại lượng vector thì các bạn phải suy nghĩ rằng là tôi nói đến một vector có nghĩa là tôi sẽ nói đến một cái hướng có cái gốc, có cái ngọn và có cái độ lớn, được chưa? Và thể hiện được cái hướng chiều nhanh chậm này chúng ta sẽ nói. Như vậy thì ở đây vector vận tốc tức thời sẽ có gốc là đặt ở đâu? Gắn liền với vật hay là gắn liền với chất điểm mà các bạn khảo sát ha? Gắn liền với vật. Vật ở đây chúng ta đề cập đến là giả sử như xe ô tô rồi chẳng hạn, có tất cả các vật chuyển động cơ mà tôi đã nói ở các video trước. Thứ hai là các bạn sẽ nói về phương và hướng. Hướng của các bạn sẽ là hướng của chuyển động. Hướng của vector vận tốc tức thời là hướng chuyển động. Về độ lớn, độ lớn là cái gì? Chính là cái giá trị trên tốc kế, đó là 60 km/h chẳng hạn đó. Cái đó chính là độ lớn. Như vậy độ lớn này được gọi chính là độ lớn của vận tốc tức thời. Đây chúng ta được xác định bằng công thức này, gọi là độ lớn của vận tốc tức thời và biểu diễn theo một tỷ lệ sức nào đó ha. Tỷ lệ sức là như thế này, ví dụ một ô ly là 10, 20, 30, 40, vậy cô biểu diễn trên đây cô sẽ hiểu qua đây chính là 40 km/h ha. Như vậy các em sẽ nói là độ lớn, chính là độ lớn của vận tốc tức thời, là độ lớn của vận tốc tức thời. Và biểu diễn theo một tỷ lệ sức nào đó. Tùy theo các bạn nha, chúng ta có thể hiểu như vậy thì chúng ta quy định như vậy, nhưng mà có thể các bạn dùng cái đơn vị là mét hoặc là 20 này là 20 km/h chẳng hạn cũng được. Đây là chúng ta tự biểu diễn theo một cái tỷ lệ sức nào đó mà chúng ta tự quy định, được chưa? Như vậy bây giờ các bạn sẽ thấy một cái đại lượng, đó là biến đổi, tức là vận tốc tức thời này các bạn nha, nó sẽ biến đổi, tức là nó sẽ tăng đều hoặc nó giảm đều theo thời gian, thì chúng ta sẽ khái niệm đó chính là chuyển động thẳng, nhanh dần đều hoặc chậm dần đều. Các bạn qua cái mục số 3. Ta sẽ nói về 3, đó là chuyển động thẳng, biến đổi đều. Biến đổi tức là gì? Sự thay đổi là sự tăng hoặc sự giảm. Như vậy đều có nghĩa là tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian. Như vậy cô cũng sẽ nói ký hiệu là chuyển động thẳng có quỹ đạo là một đường gì? Quỹ đạo chắc chắn là quỹ đạo là một đường thẳng, là một đường thẳng. Cái gì sẽ đều? Ok, biến đổi đều có nghĩa là gì? Vận tốc tức thời, hay người ta gọi đó là vận tốc ha.
đều. Vòng tóc sẽ tức thời là cái vòng tóc mà chúng ta nói ở đây giảm đều, giảm đều, giảm đều theo cái gì các bạn biết không? Theo thời gian. Hai cái này đó gọi đó là chuyển động chậm, dần, đều. Và hai cái này đều, hai cái chuyển động này đều theo gì? Thời gian. Tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian, đó là chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi khảo sát về cái đại lượng mà thể hiện cho cái độ biến thiên của vận tốc tức thời này. À, chúng ta sẽ nói đó chính là cái mục số 2. Hai La Mã chuyển động thẳng biến đổi đều. Một cái đua chạy marathon nữ là 100 mét. Và nếu như mà có hai cầu thủ mà một cầu thủ thì chạy với tốc hết được 100 mét này là 10 giây và một cầu thủ là 11 giây thì ai sẽ là người chạy nhanh hơn? Ở đây các bạn quan sát đây chính là đua xe và tất cả các xe này đều chạy với vị trí xuất phát là giống như nhau. Thì sau 3 giây một xe là chạy với tốc độ là 84 km/h, một xe là 90 km/h, thì xe này sẽ chạy nào sẽ chạy nhanh hơn? Đại lượng mà thể hiện cho sự biến thiên của vận tốc người ta gọi đó là gia tốc. Vậy gia tốc tức là cái độ biến thiên, cái delta ha, gia tốc ký hiệu là chữ A, là độ biến thiên của vận tốc trên một đơn vị thời gian. Hay con có thể họ biết được là V trừ V0 chia cho T trừ T0. Nhưng mà cái T0 này của các bạn thông thường là nó sẽ bằng 0. Vì sao? Vì bạn chọn mốc thời gian là lúc vật bắt đầu xuất phát. Nếu chọn mốc thời gian là lúc bắt đầu xuất phát thì lúc đó cô sẽ hiểu khái niệm là T0. Cô sẽ hiểu được là gì? T0 này nó bằng không. Vậy các bạn hãy nhìn ra đây, các bạn sẽ thấy rằng là gì? Vì vận tốc tức thời là một đại lượng vector nên dẫn đến là gia tốc này cũng là một đại lượng vector. Như vậy thì bạn sẽ nói là đơn vị của gia tốc chính là mét trên giây, xong rồi trên giây nữa thì các bạn sẽ nói là đơn vị mét trên giây bình phương trong hệ đơn vị đo lường quốc tế nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái gia tốc này, chúng ta sẽ có được cái vector gia tốc. Vector gia tốc thì bạn sẽ hiểu rằng là phải có góc, phải có hướng và độ, độ lớn. Như vậy thì gốc là nó ở đâu? Chắc chắn là nó ở đâu rồi bạn? Gắn liền với lại cái gì rồi bạn? Gắn liền với vật, đúng không? Đó chính là gắn liền với vật. Cái vật chuyển động ở ngay vật chuyển động chiều, bạn sẽ có hai cái chuyển động đó là nhanh dần đều, nhanh dần đều, nhanh dần đều này, nhanh dần đều bạn sẽ có được đó chính là cùng chiều với vận tốc. Vận tốc ở đây của các bạn chính là vận tốc tức thời.
bạn cũng sẽ thấy chính là độ biến thiên của vận tốc trên một đơn vị gì? Thời gian. Và cũng thể thể hiện thêm một tỷ lệ sức nào đó. Ha, như vậy độ lớn của nó chính là độ biến thiên vận tốc. Độ biến thiên vận tốc. Trong một đơn vị thời gian. Và được biểu diễn theo một tỷ lệ sức nào đó. Và đó chính là gia tốc trong chuyển động thành biến đổi đẹp. Như vậy chúng ta đã nói về gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi nhanh dần đều và chậm dần đều như thế nào? Chúng ta gọi cái mục số 2 đó là vận tốc trong chuyển động biến đổi đều. Ở đây cô gọi nguyên cái từ đó là biến đổi đều. Tức là trong này nó vừa có nhanh dần đều, vừa có chậm dần đều. Như vậy ở đây chúng ta đang khảo sát về độ lớn của gia tốc. Ở đây T, thông thường các bạn chọn mốc là bắt đầu để cho T bằng 0. Như vậy các bạn sẽ có T nhân A, V trừ V0 bằng T nhân A. V trừ cho V0 bằng A nhân với T. Từ đây cô rút ra được công thức V bằng là A cộng T V0. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái đại lượng mà thay đổi theo thời gian, người ta gọi đó là vận tốc tức thời. Thay đổi theo thời gian gọi là vận tốc tức thời. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ là V là vận tốc tức thời, cũng là đơn vị là mét trên giây, nhưng mà nó thay đổi theo gì? Theo T. Và V0 là vận tốc lúc đầu. Như vậy ở đây tôi nói lúc đầu là lúc nào? Các bạn sẽ không xác định được là V0 là như thế nào. Tức là tôi đang chuyển động với một vận tốc đó chuyển động trên cái đoạn này. Được chưa? Đây chính là cái V0. Và bắt đầu chuyển động xuống như thế này thì vận tốc thay đổi và lúc đó là vận tốc là V. Và tôi đang chuyển động trên cái đường nhanh và đang cái đường thẳng với vận tốc không đổi, tôi sẽ giảm vận tốc đi trên một cái dốc nào đó chẳng hạn, thì lúc đó là đang, có cái từ là đang. Và khi đang chuyển động với vận tốc không đổi và đang chuyển động, các bạn có hai từ đang và khi, hai cái từ đó xuất hiện thì bạn sẽ hiểu đó chính là vận tốc ban đầu V0. Hay là đang chuyển động rồi bắt đầu tăng ga, đang chuyển động bắt đầu giảm phanh, thì các bạn sẽ hiểu đó chính là từ đang đó sẽ thể hiện cho các bạn chính là cái vận tốc ban đầu nha. Và các bạn sẽ hiểu đó là gì? Đơn vị là mét trên giây. Và trong cái chuyển động thẳng biến đổi đều đã nói một cái từ là đều, như vậy tức là biến đổi, mặc dù anh có thay đổi nhưng mà anh thay đổi đều, cho nên cái đại lượng đó các bạn sẽ hiểu rằng là cái gia tốc này nó sẽ là một hằng số, có nghĩa là gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều cả một quá trình luôn, biến đổi luôn, thì bạn sẽ hiểu rằng là gia tốc nó không có đổi, để thể hiện cho đều nha các bạn. Tôi chỉ giải thích được biến đổi là vận tốc, nhưng đều chính là gia tốc không gì, không đổi. Mặc dù là anh thay đổi vận tốc nhưng mà cái độ thay đổi anh trên từng cái quãng đường đó là gì? Không có thay đổi, được chưa? Thì người ta gọi đó chính là gia tốc. Như vậy ở đây các bạn sẽ có được đó chính là vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Và đơn vị của vận tốc của chúng ta sẽ là mét trên gì? Trên giây. Như vậy quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều chúng ta sẽ có được quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Và cô đang nói là không nói về chuyển động nhanh dần hay là chậm dần, tí nữa chúng ta sẽ lưu ý ở cái phần dưới nha. Bây giờ quãng đường thì chúng ta sẽ thấy rằng quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều chính là bằng A nhân T bình phương trên 2 cộng cho V nhân gì? V không nhân T. Tức là các bạn hiểu được
được vòng to quãng đường chính là vòng tốc nhân thời gian. Nhưng trong cái chuyển động thẳng biến đổi đều này, nó sẽ tuân theo một cái hàm đó các bạn, là giống như là một cái tích phân ha. Như vậy thì lên trên đó vi phân thì các bạn mới hiểu được, lớp 12 các bạn mới hiểu được là vì sao là AT bình phải chia gì chị Hà. Và ở đây chúng ta không giải thích như vậy, chúng ta chỉ biết rằng đây chính là công thức quãng đường. Ngoài công thức này chúng ta sẽ có, đây chính là công thức số 1, đây chính là công thức số 2 và đây chính là công thức số 3. Chúng ta có một công thức liên hệ giữa quãng đường và vận tốc, đó là 2 lần AS sẽ bằng là V bình trừ cho V không bình. Và chúng ta sẽ thấy là công thức số 4. Được chưa? Chúng ta có 4 trong công thức. Và hôm nay cô sẽ nói với các bạn một cái sự mới lạ ở đây, chính là các bạn sẽ có cái bộ 5 công thức, đó chính là 5 trong 1. Bạn sẽ lấy 1 trong 5 công thức ra để các bạn giải bài toán của mình. Và video của cô các bạn có thể tìm, đó chính là 500 cách tính gia tốc một cách nhanh nhất, cô Trâm Diệu Lý Pro. Các bạn cứ đăng ở trên YouTube, các bạn sẽ nhìn thấy được là có 5 cái cách tính gia tốc một cách rất là nhanh. Và bài toán đó chính là một cái bài toán tổng quát của cái phần đó là chuyển động thẳng biến đổi đều. Cô hy vọng là các bạn có thể là gì lật lại để các bạn gì xem và các bạn sẽ hiểu được vấn đề của cô nói. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ có 4 công thức rồi, bây giờ chúng ta sẽ còn một công thức thứ 5, đó chính là gì? Đó chính là cái phương trình tọa độ của chuyển động thẳng biến đổi đều. Chúng ta sẽ qua 4 phương trình tọa độ của chuyển động thẳng biến đổi đều. Tọa độ của chuyển động thẳng biến đổi đều. Nhưng mà đương nhiên là
Cái đó là đương nhiên. Anh phải xác định được dấu của vào tóc thì anh mới xác định được dấu của da da tóc. Không phải lúc nào nó cũng dương là một điều sai lầm nha. Các bạn sẽ sai lầm khi kết luận về chuyển động nhân dần đều là da tóc nó dương. Ok, sai rồi bạn ơi. Không nói là dương, không bao giờ dương, vì nếu đâu vận tốc chuyển động theo chiều âm thì sao? Ok, được chưa nào? Chúng ta sẽ viết thêm một câu nữa, đó là chậm dần đều. Như vậy thì V và A sẽ ngược dấu. Đó, như vậy cùng dấu hay ngược dấu? Ngược dấu là gì? V mà dương thì A nó sẽ gì? Như vậy thì với một cái vấn đề lý thuyết của cô hy vọng các bạn sẽ làm được các bài tập tính về da tóc. Và lưu ý trong cái chuyển động thẳng tí độ đều này, vòng tóc tăng đều là nhân dần đều, vòng tóc giảm đều là chậm dần đều, và trong suốt quá trình thì da tóc đều đây là da tóc sẽ không đổi theo thời gian. Da tóc là gì? Là độ biến thiên vòng tóc trong một đơn vị thời gian. Và các bạn hãy tìm cái video của cô về chuyển động 5 cách tính da tóc trong diện năng lượng biến đổi đều, các bạn sẽ làm bài tập để chúng ta sẽ hệ thống cái kiến thức ở các bài chuyển động thẳng biến đổi đều. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục một cái chuyển động nhanh dần đều tiếp theo, đó chính là thả một vật gì rơi tự do. Và hẹn gặp lại các bạn trong video của cô tiếp theo, đó chính là chuyển động nhanh dần đều và vật rơi tự do. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy gì? Hãy like và share cho mọi người cùng xem. Nếu các bạn muốn xem cái video của cô được nhiều hơn, một cách là hoàn toàn miễn phí và hoàn toàn là giúp đỡ các bạn học, thì chúng ta sẽ đăng ký kênh cô trong dạy lý bờ rồng.